Kỹ thuật nuôi ếch đơn giản tại nhà, nhanh cho thu hoạch. Nuôi ếch không khó, nhưng để có được hiệu quả kinh tế thì cần đòi hỏi môi trường sống của chúng đảm bảo và bạn chọn được giống tốt. Riêng loài này thì chỉ cần nuôi thời gian ngắn đã có thu hoạch. Môi trường nuôi ếch rất đa dạng như nuôi ếch ao đất, nuôi ếch bằng bể xi măng, nuôi ếch trong mùng lưới hoặc bể lót bạc. Chuẩn bị trước khi nuôi ếch đối với bể lót bạc. Môi trường nuôi ếch, bể nuôi ếch cần đảm bảo độ rộng đủ để ếch sinh trưởng. Diện tích từ 50 đến 300 m2 trở lên, độ sâu ao 0,5 đến 1 m. Với bể nuôi bạn cần chủ động quá trình cấp và tháo nước. Giá thể trong môi trường nuôi ếch. Trong nuôi ếch thì bạn cần chuẩn bị một số giá thể khác như lục bình, bèo, tấm nhựa, tấm ni lông đục lỗ hoặc làm từ tre hay những thanh gỗ để làm nơi trú ngụ cho ếch. Diện tích các giá thể không được vượt quá 1/3 đến 1/2 hệ thống bể nuôi ếch. Bể nuôi cần có lưới mùng hay lưới ni lông che chắn để tránh ếch bị chim rắn vào ăn thịt. Chọn giống ếch trước khi thả nuôi. Chọn những con to khỏe, kích cỡ đều nhau. Chọn những con hoạt động nhanh nhàng, hoạt bát. Màu sắc phải tươi sáng và sắc nét, không có dị tật, dị hình. Trước thả giống thì bạn cần quan sát ngày nào trời mát chừng dưới 30 độ thì mới thả. Ếch giống khi được mang đi thả cần được vận chuyển bằng sọt tre, rổ tre có lót ni lông hoặc thùng, túi, vải có một ít bèo và dong. Đối với ao đất, tháo hết nước và bắt hết cá nhỏ, vét bùn đáy ao để loại bỏ chất thải. Bón vôi bột khử trùng với liều lượng là 7 đến 10 kg trên 100 m2. Tiếp tục phơi ao từ 2 đến 4 ngày mới tiến hành cấp nước vào ao. Một số điểm cần lưu ý trong quá trình cải tạo ao nuôi phải đảm bảo không nhiễm phèn hoặc mức độ nhiễm phèn thấp. Chất lượng nước phải tốt, chủ động được nguồn nước, nước không bị nhiễm độc từ bên ngoài vào. Phải có lưới che xung quanh và trên ao, hạn chế ánh sáng chiếu trực tiếp vào ao. Đối với bể xi măng, diện tích trung bình của bể đạt 6 đến 30 m2, độ cao đủ để ếch không nhảy ra ngoài được, từ 1,2 m đến 1,5 m. Đáy bể nên xây hơi nghiêng để có thể dễ dàng thay nước, tháo nước. Bạn nên sử dụng lưới lan để che bể, vừa tránh được ánh sáng trực tiếp lại vừa làm giảm nhiệt độ của bể. Bạn cũng không nên che mát hoàn toàn bể nuôi nhé. Hơn nữa, bạn nên khống chế mực nước trong bể, sao cho đủ để ngập 1/2 đến 2/3 thân ếch là được rồi. Vào thời điểm nắng trưa thì bạn nên thường xuyên phun nước tưới cho ếch. Cách xử lý bể nước mới xây. Sau khi bơm nước vào đầy bể, thì bạn dùng chuối cây chặt khúc thả vào bể ngâm 5 đến 10 ngày, hoặc dùng thuốc tím 5g trên m3 cho vào để khử xi măng. Sau 10 đến 15 ngày, thì bạn bắt đầu tháo hết nước và đánh giữ lại bể cho sạch sẽ. Rồi lại tiếp tục bơm nước cao chừng 40 đến 50 cm vào bể. Dùng muối ăn với tỷ lệ 20 đến 30g trên 1 m3 nước. Sau 2 ngày thì lại tháo hết nước này đi và cho nước sạch vào. Lúc này mới thả ếch giống vào nuôi.